Và bên cạnh ô nhiễm không khí tại miền Bắc thì một trong những thông tin được quan tâm nhất mấy ngày qua tại khu vực phía Nam là vấn đề ngập nước. Cuộc sống của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ đã có nhiều đảo lộn vì chiều cường. Theo Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ, không chỉ tại các tỉnh miền Tây, chiều cường thành phố Hồ Chí Minh cũng liên tiếp lập những kỷ lục mới. Cụ thể, đỉnh chiều đo tại trạm Phú An có ngày lên tới 1m70, trạm Nhà Bè lên tới 1m80, trong khi các năm trước đó thì đỉnh chiều cường cao nhất cũng chỉ ở mức là 1m71. Vì sao chiều cường lại liên tục lên cao như vậy? Liệu có phải là do quy luật của tự nhiên hay không? Nắng mưa là chuyện của trời, không mưa vẫn ngập là chuyện rất đỗi bình thường. Câu nói tưởng như đùa này thôi nhưng lại áp dụng rất đúng vào thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh những ngày vừa qua. Chiều cường hay là một cơn mưa rất nhỏ thôi cũng đủ để biến những tuyến đường trở thành những con sông. Theo quy luật, chiều cường lên cao thường vào ngày giữa tháng 9 âm lịch, gió mùa hoạt động mạnh. Tuy nhiên, ghi nhận vào những ngày qua, gió mùa không mạnh nhưng đỉnh chiều lại liên tiếp xác lập những kỷ lục. Yếu tố thời tiết thì tác động không lớn. Đấy là chúng tôi cũng đã phân tích các cái yếu tố về tác động của gió trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu như hiện nay thì nó còn có cái tác động của nước biển dâng. Theo các chuyên gia, ngoài yếu tố tự nhiên do tình trạng biến đổi khí hậu thì việc chiều cường liên tục dâng cao còn do yếu tố con người. Tình trạng lún đất nền ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh Tây Nam Bộ hiện đang ở mức báo động. Trung bình là 40 mm mỗi năm, có nơi nặng nhất là 67 mm. Điều này khiến các vùng ngập càng thêm ngập. Nguyên nhân chủ yếu do việc khai thác nước ngầm và sự quá tải xây dựng các công trình trên nền đất yếu. Tác động của cái việc khai thác quá mức các tầng nước ngầm làm cho cái mực nước đã bị hạ thấp, hình thành các cái phễu nước và tác động từng bước, từng ngày theo thời gian làm cho mặt đất hạ thấp dần. Hiện nay là độ cao của chúng ta là khoảng ở 1,5 m, 1,6 m, trong khi đỉnh triều đã đạt đến 1,7 m. Do đó cái tác động của việc hạ thấp cái mặt đất làm cho những khu vực đã thấp càng ngày càng thấp hơn, làm cho mực nước triều sẽ theo các cái đường dẫn nước, và khi triều đạt đỉnh cường thì có một số tuyến đường nó sẽ ngập. Trong khi những công trình chống ngập nghìn tỷ của thành phố vẫn đang thi công cầm chừng, liên tục trễ hẹn, việc khai thác nước ngầm Trà Lan vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện thì việc ngập ở đô thị vẫn là câu chuyện muôn thuở, trách trời nhưng không khỏi trách mình. Ngay sau đợt chiều cường ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân 4 ngày qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu Sở Xây dựng rà soát đánh giá hiệu quả của siêu máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trong thời gian gần đây. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Xây dựng kiểm tra thông tin vẫn còn xảy ra tình trạng ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, dù đang trong thời gian thành phố thuê giải pháp chống ngập bằng máy bơm công suất lớn của tập đoàn Cơ khí Quang Trung. Từ kết quả kiểm tra này báo cáo lại thành phố để có giải pháp xử lý. Phản hồi thông tin này, phía tập đoàn Quang Trung cho biết sẵn sàng hợp tác đánh giá hiệu quả máy bơm. Đơn vị này cho rằng máy bơm của họ thời gian qua vẫn hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ chống ngập. Siêu máy bơm cũng chỉ có vai trò chống ngập trên một đoạn lưu vực Nguyễn Hữu Cảnh được nêu rõ trong hợp đồng chứ không phải là toàn bộ tuyến đường. Đồng thời dẫn quy định của Bộ Xây dựng mưa dứt 30 phút mà khu vực chống ngập vẫn bị ngập dưới 10 cm thì coi là không bị ngập. Sau đó thì bắt đầu thực tế thì ở đây mới chỉ là những cái giải pháp để mà chống ngập mà thôi, đối phó với chiều cường mà thôi. Tôi vẫn nhớ phóng viên Nguyễn Hương vừa rồi cũng có nói một câu là trách trời nhưng không khỏi trách mình. Một trong những nguyên nhân mà gây ra chiều cường đó là do chính con người chúng ta, và chúng ta cũng đang phải gánh chịu lại chính những hậu quả do chúng ta gây ra. Vâng, và thiệt hại nặng nề nhất chính là con người. Anh Hạnh Phúc và quý vị khán giả, đã có người thiệt mạng do chiều cường tại Cần Thơ do lao xe máy xuống hồ vào 2 ngày trước khi mà không phân biệt được đâu là đường, đâu là hồ. Hay là như ở Bến Tre đã có ít nhất 2 người tử vong do điện giật khi chiều cường lên vào chiều hôm qua. Quả thực là vô cùng nguy hiểm, và tôi nghĩ rằng là đối với người dân chúng ta khi mà đi ra ngoài đường, di chuyển ngoài đường vào những ngày có chiều cường thì cần phải để ý, và cũng nên để ý các thiết bị điện ở trong nhà, ngoài ngõ khi mà chiều cường lên. Còn tối qua thì chúng ta cũng đã thấy là nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngập sâu do chiều cường và mưa lớn. Vậy thì diễn biến ngày hôm nay sẽ như thế nào chị Ngọc Vân? Vâng anh Hạnh Phúc, đúng là vào tối qua thành phố Hồ Chí Minh đã ngập rất là sâu bởi trời có mưa rất là to, lượng lên tới là hơn 70 mm, kết hợp với đỉnh chiều vẫn dao động ở mức báo động 3. Nhưng mà sang ngày hôm nay thì tình hình sẽ khác. Dự báo đỉnh chiều vào lúc 20h30 tối nay sẽ chỉ còn là 1m38, dưới báo động 2, thời gian chiều đạt đỉnh vào khoảng là 20h30. Chiều cường không còn cao nữa mà khả năng cũng sẽ không trùng với thời điểm có mưa, bởi vì ngày hôm nay dự báo thời gian mưa sẽ tập trung từ đầu giờ chiều cho tới khoảng 19 giờ. Từ 2 yếu tố đó, khả năng hôm nay sẽ ít ngập hơn. Còn về nhiệt độ cao nhất sẽ ở vào khoảng là 32 độ vào lúc 14 giờ.